Một cuộc thăm dò từ trường đại học chuyên về luật Market hôm nay thực hiện một cuộc khảo sát. Cuộc khảo sát cũng nhằm mục tiêu để dạy cho các sinh viên về cái tình huống chính trị và đối phó với những cái luật lệ vân vân liên quan đến bầu cử và tranh chấp vân vân. Thì họ thực hiện hai cuộc khảo sát. Thứ nhất là giữa Tổng thống Joe Biden với ông cựu Tổng thống Donald Trump, với điều kiện nếu như ngay lúc này ông Trump nhận được đề cử chính thức từ Đảng Cộng Hòa, thì nếu bỏ phiếu trong ngày hôm nay thì ai sẽ bầu cho ai? Kết quả cuộc khảo sát từ Market Law School đưa ra cho thấy 43%, đây là cuộc thăm dò trên toàn quốc thưa quý vị, mỗi một tiểu bang họ có người gọi đến điện thoại các cử tri để họ hỏi dò, các cử tri này vừa Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ và kể cả thành phần độc lập nữa, bất phân biệt đảng phái. 43% cho biết họ sẽ bỏ cho ông Biden làm tổng thống tiếp tục, trong khi đó chỉ có 33% bỏ cho ông Trump thôi. Thì cái cuộc khảo sát này chúng ta sẽ thấy còn tiếp tục từ bây giờ cho tới năm 2023 tháng 11 để bỏ 24 để bỏ phiếu, thì chúng ta sẽ thấy được nhiều sự khác biệt. Tuy nhiên nếu ngày hôm nay xảy ra cuộc bầu cử, điều này cho thấy mặc dù tỷ lệ chung ủng hộ cho ông Biden đang tụt giảm, nhưng mà chúng ta thấy trong các cuộc thăm dò vừa rồi đó, trong khoảng thời gian này dưới thời của ông Trump á, các tỷ lệ thăm dò còn thấp hơn cả ông Biden lúc này nữa. Cho nên ông Biden mặc dù có nhiều cái vấn đề về lạm phát gây phản ứng bất lợi cho ông, nhưng mà ngược lại với những cái tin tức về kinh tế, công ăn việc làm tốt á, thì chúng ta thấy rõ kinh tế vẫn là điểm cốt yếu trong việc lựa chọn người lãnh đạo của nước Mỹ. Cuộc thăm dò thứ nhì của Market Law School nhắm vào đó là giữa ông Biden với ông DeSantis. Thế thì câu hỏi tương tự, nếu như DeSantis, thống đốc Florida lúc này nhận được đề cử chính thức của Đảng Cộng Hòa và cuộc bầu cử được tổ chức ngày hôm nay, nếu anh hay chị đi bỏ phiếu, anh sẽ bỏ cho ai? Điều hơi suy giảm cho ông Biden trong đối đầu với DeSantis, chỉ có 41% tuyên bố là sẽ ủng hộ cho ông Biden, nhưng 33% bỏ phiếu cho DeSantis. Cho nên chúng ta thấy cái khuynh hướng của cử tri lúc này đó, họ vẫn đồng thuận với Tổng thống Biden về những gì ông lãnh đạo hiện nay. Nhưng mà nếu bầu cho ông Trump hay là ông DeSantis thì thành phần cử tri ủng hộ cho hai ứng viên này tương đương với nhau. Trong khi đó thì cái số người nói rằng họ sẽ chọn một ứng viên khác đó, thì rất là thấp. Trong cả hai câu hỏi thì chỉ có 16-18% nói rằng tôi sẽ chọn một ứng viên khác mà thôi. Tiếp tục theo các cuộc khảo sát mới đây đó, kể cả trường đại học Harvard phối hợp với Harris Poll, họ nói rằng nếu cuộc bầu cử ngày hôm nay diễn ra giữa cựu Tổng thống Trump với ông DeSantis, thống đốc Florida đó, thì đa phần chọn ông Trump, thưa quý vị. Cho nên ngay trong lúc này đó, cái khuynh hướng, nếu mà ông Trump không gặp các trở ngại về pháp lý và có những cái tin tức bất lợi đó, thì trong tương lai khi mà ông ra tranh cử chính thức, ông tuyên bố ra tranh cử và đi vận động tranh cử đó, thì cái khuynh hướng cử tri có thể sẽ chọn ông Trump làm ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử 2024.